Các bạn thân mến, nhà văn người Nga Elia Erembua từng viết trong tác phẩm của mình rằng là lòng yêu nước bắt đầu từ lòng yêu những thứ tầm thường nhất. Yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh. Chỉ những lời văn của người nghệ sĩ này, khi mà chúng ta biết tới, đã tạo ra cho bất cứ một người đọc nào cũng có trong mình thật là nhiều những cảm xúc dành cho hai từ vô cùng thiêng liêng ở trong cuộc đời, đó chính là quê hương, đất nước. Có lẽ là tình cảm dành cho quê hương đất nước là những thứ tình cảm giản đơn chúng ta có thể nhặt nhạnh ở trong cuộc sống thường nhật, hay là những gì thiêng liêng to lớn mà chúng ta có thể bắt gặp trong những năm tháng bom rơi đạn nổ, những năm tháng vô cùng hào hùng của dân tộc ta. Và ngày hôm nay cũng là một tác phẩm nói về tình cảm dành cho quê hương đất nước. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về trích đoạn Đất nước, trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điểm. Tôi vẫn còn nhớ trong một bài thơ mang tên là Những người đi tới biển, nhà thơ Thanh Thảo, một trong những nhà thơ nổi tiếng của cái sự nghiệp cách tân và đổi mới thơ Việt, đã từng viết như thế này: Và cứ thế nhân dân thường ít nói, như mẹ tôi lặng lẽ suốt đời, và cứ thế nhân dân cao vời vợi hơn cả những ngôi sao cô độc giữa trời. Cũng lấy tư tưởng từ nhân dân, lấy nhân dân làm chủ đạo, làm trung tâm, và đưa ra một cách lý giải vô cùng mới mẻ, trả lời cho những câu hỏi đất nước có từ bao giờ, đất nước được hình thành như thế nào, đất nước được cấu thành từ những điều gì, và vai trò trách nhiệm của chúng ta đối với đất nước ra sao. Nguyễn Khoa Điểm đã viết một bản trường ca, là một bài thơ thật dài nhưng cũng thật hay, để cho chúng ta có thể thêm niềm tin, và để cho chúng ta có thể thêm một lần nữa khắc ghi ý niệm mà nhà thơ này muốn truyền tải. Đó chính là đất nước này là đất nước của nhân dân, đất nước của nhân dân, đất nước của ca dao thần thoại. Các bạn thân mến, trước tiên thì chúng ta sẽ cùng lượt qua ở trong phần audio này về tác giả Nguyễn Khoa Điểm đã các bạn nhé. Nói về tác giả Nguyễn Khoa Điểm thì đây là một trong số những nhà thơ thuộc lớp nhà thơ trưởng thành trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong nền thơ ca hiện đại thì Nguyễn Khoa Điểm cũng đã khẳng định được tên tuổi của mình với một cái giọng điệu thơ và một cảm quan thơ rất là ấn tượng. Có thể thấy rằng là phong cách thơ của Nguyễn Khoa Điểm là sự kết hợp giữa phong cách trữ tình và chính luận, giàu chất triết luận, suy tưởng, thường là bàn về những vấn đề chính trị xã hội nhưng lại diễn tả bằng những cảm xúc chân thành tới từ con tim. Thơ Nguyễn Khoa Điểm thường viết về hình ảnh con người và đất nước trong gian lao và anh dũng. Tác phẩm của ông thể hiện những tâm tư, ý thức của một công dân yêu nước đối với vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam trong cuộc chiến đấu chung của cả dân tộc, thể hiện những nhìn nhận sâu sắc về những vấn đề lớn lao của đất nước, về nhân dân qua những trải nghiệm của chính mình. Và có thể thấy rằng là thể loại sở trường của tác giả này chính là thể loại trường ca, và cảm hứng chủ đạo trong những tác phẩm của người nghệ sĩ này đó chính là cảm hứng về đất nước và về con người Việt Nam. Không chỉ riêng Nguyễn Khoa Điểm, cũng đã từng có rất là nhiều những người nghệ sĩ khác cũng đã từng lấy cảm hứng của mình về đất nước, về quê hương để viết lên những phần thơ thật hay để lại cho đời. Chúng ta từng có như thế nào ạ? À, nói về hình hài đất nước, chúng ta đã từng có Nguyễn Đình Thi, là hình ảnh của một đất nước đau thương, căm hờn, quật khởi, đã vùng lên chiến đấu và chiến thắng huy hoàng. Chúng ta có Lê Anh Xuân, là hình ảnh của đất nước mang trong mình dáng đứng tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân. Chúng ta cũng có trong thơ của Xuân Diệu, là vẻ đẹp của một đất nước, tổ quốc tôi như một con tàu, mũi tòng rẽ sóng mũi Cà Mau. Và trong thơ của Nguyễn Khoa Điểm cũng mang cái cảm hứng
từ đất nước và mang cảm hứng từ con người nhiều như vậy đấy các bạn ạ. Nguyễn Khoa Điềm là một hồn thơ giàu chất suy tư, cảm xúc dồn nén, thể hiện những tâm tư của người thanh niên trí thức trước vấn đề trọng đại của dân tộc ta, đặc biệt là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Được không nào? Hãy nhớ giúp cho chị điều này nhé các bạn nhé. Cùng thời với cả Nguyễn Khoa Điềm thì chúng ta có Phạm Tiến Duật này, một nhà thơ mà mang trong mình một cái hồn thơ trẻ trung và sôi nổi, đúng không ạ? Chúng ta có một Nguyễn Duy mang trong mình cái phong cách thơ mộc mạc, chân chất, đằm thắm và ngọt ngào. Thì chúng ta lại có một Nguyễn Khoa Điềm cực kỳ lý trí nhưng cũng cực kỳ tình cảm, được không ạ? Viết thơ bằng cả lý trí của mình và viết thơ bằng cả con tim của mình. Nguyễn Khoa Điềm đã thực sự thành công với thể loại trường ca. Và chúng ta có ở đây Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng, là một trong những tác phẩm rất là nổi tiếng của người nghệ sĩ này, được sáng tác vào năm 1971 tại chiến khu Bình Trị Thiên và cũng được in vào năm 1974. Được in vào năm 1974, được không ạ? Bởi vì là ở trong cái giai đoạn này, vào năm 1971, thì cuộc kháng chiến chống Mỹ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Khi ấy thì một bộ phận thanh niên trí thức trẻ miền Nam bị ảnh hưởng bởi những cái tư tưởng và lối sống Mỹ. Nguyễn Khoa Điềm đã sáng tác Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng để lý giải đất nước. Từ đó thì nhằm cái mục đích là thức tỉnh thanh niên và thế hệ trẻ trong thời điểm lúc bấy giờ, đánh thức họ. Họ phải có những cái nhận thức về trách nhiệm của mình, phải có những cái nhận thức về sứ mệnh của mình đối với đất nước, và đồng thời thì kêu gọi thúc giục họ xuống đường tham gia vào cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, được không ạ? Bài thơ này thì đã khiến cho rất là nhiều người xúc động. Bài thơ này đã khiến cho rất là nhiều người xúc động. Và chúng ta có thể thấy rằng là Trần Mạnh Hào thì đã từng viết như thế này: vào đêm giao thừa Tết âm lịch 1973-1974, dưới rừng Phước Long, chúng tôi xúc động nghe trích đoạn đất nước trích trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng của Nguyễn Khoa Điềm phát trên đài phát thanh. Những suy nghĩ về đất nước, về dân tộc đã được nhà thơ hiện đại hóa bằng chất suy tư lắng đọng và cảm xúc mãnh liệt. Được không ạ? Họ đã xúc động như vậy khi mà nghe cái trích đoạn đất nước trích trong Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Một cái giọng tâm tình ngọt ngào tha thiết. Đó là lời của một người chồng nói với một người vợ, một người con trai nói với một người con gái, một người yêu nói với một người yêu. Và đó là một cái giai điệu rất là lắng sâu và dễ dàng đi vào tình cảm và nhận thức của người đọc. Bản Trường Ca Mặt Đường Khát Vọng này thì bao gồm 9 chương. Chương 1 mang tên là Lời Chào, chương 2 là Báo Động, chương 3 là Giặc Mỹ, chương 4 là Tuổi Trẻ Không Yên, chương 5 là Đất Nước, chương 6 là Áo Trắng và Mặt Đường, chương 7 là Xuống Đường, chương 8 là Khoảng Lớn Âm Vang, chương 9 là Báo Bão. Và nói về cái thể loại này thì cũng lưu ý giúp cho chị một chút. Đó là đây là cái thể loại là trường ca, là những cái bài thơ dài chia thành nhiều chương, nhiều khúc. Và nếu như nói về nội dung của thể loại trường ca thì thường nó sẽ phản ánh những vấn đề lịch sử trọng đại của đất nước và của dân tộc, được không ạ? Đề tài là đề tài về đất nước, là một cái đề tài mà quen thuộc và truyền thống trong thơ ca Việt Nam từ xưa đến nay. Chúng ta có những cái tác phẩm như Đất Nước của Nguyễn Đình Thi này, Quê Hương của Giang Nam này, Bên Kia Sông Đuống của nhà thơ Hoàng Cầm này, Quê Hương của nhà thơ Tế Hanh này, phải không ạ? Rất là nhiều những cái bài thơ hay, hay là Dáng Đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân này. Đó. Và chúng ta thấy rằng là cái chủ đề của đoạn trích này chính là nói về tư tưởng đất nước là của nhân dân. Đây là một tư tưởng đã từng xuất hiện trong lịch sử, nhưng Nguyễn Khoa Điềm đã tìm thấy cho mình một cái cách tiếp cận, một cái cách khám phá vô cùng mới mẻ và độc đáo, mang cái tính chất kế thừa và phát huy. Nói về chương 5 này thì Nguyễn Khoa Điềm đã từng tâm sự rằng là: tôi viết rất nhanh, như cảm xúc đã dồn tụ một cách mãnh liệt, giờ chỉ việc tuôn chảy ra thôi. Tôi viết về những điều giản dị của chính tôi, về tuổi trẻ và về các bạn đang tranh đấu ở trong thành phố. Nên tên nhân vật của tôi là Anh và Em. Đó là lời đằm thắm của một người con trai với một người con gái, được không nào? Các bạn ơi, thì ở trên này chị đã vừa cung cấp cho các bạn những cái thông tin rất là cụ thể về tác giả và tác phẩm rồi. Ở trong phần audio này, hãy bấm like và subscribe nếu như mà các bạn cảm thấy phần audio của chị
thú vị các em nhé. Và nếu như mà các bạn vẫn còn đang băn khoăn không biết là phần nội dung trong cái tác phẩm Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm chúng ta nên chia như thế nào cho phù hợp, thì hãy ngay lập tức lắng nghe phần audio tiếp theo của chị nói về nội dung của trích đoạn Đất nước trích trong trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm các em nhé. Còn bây giờ thì xin được gửi lời chào tạm biệt tới các bạn và chúc các bạn sẽ có khoảng thời gian thật là vui vẻ, thật là thú vị, thật là hạnh phúc khi được khám phá những điều bất ngờ, khám phá những điều đầy cảm xúc từ môn văn. Tạm biệt các em.